Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, xét thấy nhu cầu cập nhật tin tức tình hình chiến sự Ukraine cũng như khu vực Trung Đông và các điểm nóng khác của nhiều thành viên, chúng tôi quyết định thử nghiệm một về thời sự thế giới, cập nhật các thông tin xoay quanh tình hình chiến sự cũng như diễn biến chính trị ngoại giao thế giới trong tuần. Tất nhiên, chúng tôi sẽ khó lòng mà đảm bảo sẽ không để lọt bất cứ tin tức nào khi mà diễn biến chiến trường thì nhanh như tên bắn và rộng như đại dương toàn cầu. Thành ra, chúng tôi sẽ cố gắng điểm các tin nổi bật trong khả năng cho phép. Bên cạnh đó, dĩ nhiên là kênh vẫn sẽ cập nhật, cũng như có các phân tích bình luận xoay quanh hoạt động quân sự liên quan trực tiếp và gián tiếp tới Việt Nam. Cũng như có một số bài phân tích sâu hơn về vũ khí trang bị, thị trường vũ khí nói chung mang tính chọn lọc. Hy vọng rằng sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu theo dõi tin tức của tất cả mọi người, chúng tôi sẽ thử nghiệm một thời gian xem sao. Mở đầu bản tin là các cập nhật tin tức trên hướng Ukraine. Tình hình tiếp tục diễn biến nóng ở khắp các mặt trận. Theo đó, đầu giờ sáng nay, cánh báo chí đồng loạt cập nhật hình ảnh mới từ Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 13 tháng 3 cho thấy lực lượng pháo binh Nga vừa lập chiến công khi tập kích thành công một sân bay dã chiến của Ukraine ở miền đông Donetsk, phá hủy cùng lúc hai trực thăng vận tải họ Mi-87. Các trực thăng được cho là đã bị hệ thống UAV của Nga phát hiện gần làng Novopavlovka cách tiền tuyến 46 km. Ở thời điểm đó, đang có 3 trực thăng Mi-87 đỗ cạnh nhau. Ngay sau đó, phía Nga đã nã pháo được trang bị đầu đạn chùm tấn công chính xác mục tiêu, khiến ít nhất 2 chiếc bị phá hủy tại chỗ, 1 chiếc kịp sơ tán. Ăn miếng trả miếng các đòn đánh của Nga, ngày 13 tháng 3, phía Ukraine cũng công bố các hình ảnh về đòn tập kích bằng UAV của Lữ đoàn Độc lập 109 tiêu diệt thành công các xe bọc thép BTR-50 và xe bọc thép kháng mìn ZSTS Armak của lực lượng vũ trang Nga. BTR-50 là dòng xe thiết giáp lỗi thời, hầu như không bất ngờ khi chúng bị phá hủy, trong khi ZSTS Armak là dòng xe thiết giáp thế hệ mới được giới thiệu lần đầu tiên năm 2022. Nó được thiết kế trên khung gầm xe tải Kama 5350, 6x6 bánh, được tuyên bố là đạt cấp độ chống đạn 7,62 ly toàn thân, có thể chịu được một vụ nổ của 6 kg TNT. Ngoài ra, phía Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 3 cũng ra thông báo về việc Ukraine đang tăng cường tập kích UAV vào lãnh thổ quốc gia này. Ít nhất, trong ngày 13 tháng 3, họ tuyên bố đã bắn hạ 58 chiếc UAV của Ukraine, nhiều nhất là ở tỉnh Voronezh với 29 chiếc. Người ta ghi nhận ít nhất 2 nhà máy lọc dầu ở tỉnh Zaizan và tỉnh Leningrad đã bị tấn công, gây hỏa hoạn dữ dội. Tuy nhiên, xét trên tình hình chiến sự nói chung, quân đội Ukraine cho biết tình hình chiến trường hiện hết sức khó khăn và lực lượng Nga có thể thọc sâu vào phòng tuyến Ukraine ở phía đông Donetsk. Giới chức Ukraine thừa nhận họ đang ở thế phòng thủ trên khắp chiến tuyến dài 1.000 cây số ở phía đông và phía nam sau khi Moscow giành được vùng lãnh thổ đầu tiên sau gần một năm. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sysky cho biết ông đã đến thăm hai lữ đoàn nơi tình hình đang dần trở nên phức tạp hơn và các đơn vị của đối phương được cho là sẽ tiến sâu vào đội hình chiến đấu của Ukraine. Điều đáng nói, trước đó chỉ ít ngày, hôm 11 tháng 3, Tổng thống Zelensky tuyên bố bước tiến của Nga đã bị chặn lại ở phía đông và tình hình tốt hơn nhiều so với 3 tháng trước. Ngoài ra, cập nhật tới giờ trưa, kênh Geroman đưa tin khoảng 3.000 quân Ukraine tại Pervomaisky đang nằm trong thế bao vây nguy hiểm khi Nga siết gọn kìm với 3 hướng tấn công. Nhìn chung, có thể thấy rằng chiến dịch tấn công Donetsk đang phát triển theo đúng kế hoạch của Moscow. Theo đó, trong 6 tháng chiến đấu, Ukraine đã tổn thất khoảng 70.000 binh sĩ ở mặt trận này và Nga tiếp tục tận dụng lợi thế để mở một cuộc tấn công lớn có tính quyết định vào phòng tuyến Kurakhovo và Porovskoye. Còn cập nhật theo kênh Rai 3, Nga tiếp tục đẩy mạnh gần Helhivka ở phía tây Donetsk nhằm mở rộng vùng kiểm soát và chiếm lấy các vị trí thuận lợi hơn về mặt chiến thuật để tạo điều kiện cho các cuộc tấn công tiếp theo vào các khu định cư. Trong ngày qua, lực lượng Nga đã kiểm soát được một khu vực khá lớn ở phía tây bắc thành phố Mariinka. Có thể nói, Ukraine đang gặp rất nhiều bất lợi sau khi nguồn viện trợ khổng lồ từ Mỹ bị cắt giảm nghiêm trọng suốt nhiều tháng qua. Do vậy, các đồng minh của họ vẫn đang nỗ lực tìm hướng viện trợ cho Kiev. Mà như đã đưa tin vào ngày hôm qua, ngày 13 tháng 3, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tìm được 300 triệu đô sau khi tính toán lại sổ sách các hợp đồng vũ khí để cung cấp thêm đạn dược cho Ukraine. Vào cuối ngày 13 tháng 3, tạp chí Wall Street Journal dẫn lời giới chức Mỹ tuyên bố Lầu Năm Góc hiện sẵn sàng cung cấp tên lửa đạn đạo ATACMS tầm xa cho Ukraine nhờ những tiến bộ trong việc mua các hệ thống vũ khí thay thế dành cho quân đội Mỹ. Phiên bản đầy đủ của tên lửa đạn đạo ATACMS có thể nâng tầm bắn cực đại tới 290 km, gần gấp đôi phiên bản tên lửa M39 Block 1
mà Mỹ đã bí mật gửi cho Ukraine cách đây không lâu với tầm bắn chỉ là 165 km. Tuy nhiên, việc nâng tầm bắn khiến trọng lượng đầu đạn của phiên bản tăng tầm M39A1 Block 1 bị cắt giảm xuống còn 174 cân so với 591 cân của phiên bản tầm ngắn. Đầu đạn cũng chỉ chứa tối đa 300 quả bom con M74 so với 950 quả bom con trên phiên bản M39. Dẫu vậy, việc tăng tầm bắn lên gần 300 km cho phép Ukraine đáp trả sâu hơn vào lãnh thổ Nga, tạo ra những áp lực không nhỏ với quân đội Nga và Putin. Với châu Âu, hãng tin AFP hôm nay cũng đưa tin về việc đại sứ của 27 quốc gia trong Liên minh châu Âu nhất trí trên nguyên tắc về kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine trong năm 2024 với tổng số tiền dự kiến 5 tỷ euro. Được biết, gói viện trợ này đã bị trì hoãn nhiều tháng do sự phản đối của hai quốc gia chủ chốt bao gồm Đức và Pháp. Berlin khẳng định khoản hỗ trợ song phương của họ dành cho Ukraine cũng phải được tính vào mức đóng góp của nước này cho quỹ. Trong khi đó, Paris yêu cầu quỹ chỉ bồi hoàn những vũ khí được sản xuất tại châu Âu. Nhưng trước tình hình căng thẳng tại Ukraine, các ông lớn sau cùng đã tìm ra được một giải pháp tốt nhất cho cả hai. Đó là về nỗ lực chung của châu Âu trên phương diện độc lập của các thành viên. Tạp chí American Nation của Mỹ cho hay, ngày 12 tháng 3, Bộ Quốc phòng Pháp đã cơ bản thông qua kế hoạch tăng cường phòng thủ cho Ukraine bằng cam kết cung cấp 600 quả bom dẫn đường AASM cho Ukraine trong năm 2024. Trước đó, vào ngày 16 tháng 1, Pháp tuyên bố đã cung cấp 50 quả bom loại này cho Ukraine. Quả đầu tiên đã được sử dụng vào ngày 5 tháng 3. AASM thực ra là bộ kit tương tự thiết kế bộ kit Zidam của Mỹ biến các quả bom thông thường thành bom thông minh trong một nốt nhạc. Nó có thể áp dụng lên các mẫu bom trọng lượng từ 125 cân tới 1 tấn. Các quả bom sau nâng cấp có thể đạt tầm bắn tới 70 km từ máy bay mang phóng, trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh, quán tính, kết hợp đầu dò hồng ngoại với độ chính xác đến 1 mét. Trong khi đó, Reuters đưa tin một quan chức cấp cao của Cộng hòa Séc hôm 13 tháng 3 cho biết lô đạn pháo đầu tiên theo kế hoạch do Séc dẫn đầu nhằm tăng cường nguồn cung bằng cách mua từ bên ngoài châu Âu sẽ đến Ukraine muộn nhất vào tháng 6. Về các nỗ lực đàm phán hòa bình, tình hình chưa có gì khả quan. Khi ngày 13 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố sẽ không tham gia một hội nghị hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức về xung đột Ukraine kể cả có được mời chính thức. Đây là phản hồi chính thức của Nga được đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông gần đây đưa tin Trung Quốc và Thụy Sĩ đang nỗ lực mời Nga tham gia đàm phán. Tuy nhiên, Ukraine đã nêu rõ ràng rằng Nga chỉ có thể được mời nếu nước này đồng ý trước một loạt các điều kiện. Mà theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky bao gồm một số điều khoản phi thực tế, bao gồm việc rút quân Nga về biên giới Ukraine năm 1991, buộc Moscow phải chịu trách nhiệm và trả tiền bồi thường, cũng như các điều khoản về lương thực, an toàn hạt nhân, năng lượng, sinh thái và các vấn đề nhân đạo. Bà Zakharova cho biết các yêu cầu cơ bản của Kiev vẫn được giữ nguyên trong khi lợi ích hợp pháp của Nga thì bị phớt lờ. Đó là trên hướng Ukraine cập nhật tới khoảng 11 giờ trưa nay. Còn tin tức trên thế giới, trên hướng Triều Tiên, sáng nay ngày 14 tháng 3, các hãng thông tấn quốc tế đồng loạt dẫn lại hình ảnh từ đài thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA về hoạt động của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc tập trận quy mô lớn vào ngày 13 tháng 3. Hình ảnh KCNA cho thấy ông Kim Jong-un đã trực tiếp lái thử một mẫu xe tăng mới do quân đội nước này phát triển. Dòng xe tăng này ra mắt lần đầu tiên trong cuộc kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 10 năm 2020. Việc triển khai đến các đơn vị trong quân đội được cho là đã hoàn tất. Mẫu xe tăng được mô tả là có những nét pha trộn giữa xe tăng T-14 Amanta của Nga với M-1 Abrams của Mỹ. Theo đó, mẫu xe tăng có 7 bánh chịu nặng mỗi bên, hình dạng khung thân có nhiều nét tương đồng với Amanta, bao gồm giáp lồng ở sườn đuôi xe. Trong khi tháp pháo có mặt trước khá giống với xe tăng Abrams của Mỹ, cũng như mang một vài đặc điểm của xe tăng Nga. Trên tháp pháo có nhiều khối hộp có thể là cụm cảm biến và kính ngắm cho trưởng xe và pháo thủ cùng nhiều ống phóng lựu đạn khói. Điều đáng chú ý là sự xuất hiện của thiết bị giống hệ thống phòng thủ chủ động, bao gồm 4 cụm ống hướng về phía trước và hai bên tháp pháo. Mỗi cụm gồm 3 ống dài, bên trên có khối hộp dường như là để chứa radar cỡ nhỏ thường thấy trên hệ thống bảo vệ chủ động. So với phiên bản xuất hiện năm 2020, mẫu xe xuất hiện vào năm 2024 còn được bố trí thêm các khối giáp phản ứng nổ ERA ở mặt trước tháp pháo. Cuộc tập trận ngày 13 tháng 3 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng trong những ngày gần đây sau cuộc tập trận chung hàng năm của Mỹ và Hàn Quốc. Điểm tin thời sự thế giới giữa ngày 14 tháng 3 tạm dừng ở đây, hy vọng sẽ nhận được góp ý thêm từ các khán thính giả.